Thùy Tiên vướng nghi vấn bị chủ tịch Miss Grand International thất sủng vì ồn ào gái gọi. Gina chính thức lên tiếng, mạng xã hội gần đây đang dậy sóng về tin tức một tú ông trong đường dây bán dâm đã bị bắt. Liên quan đến đường dây này, người bị bắt là Lê Hoàng Long, hiện là quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam. Khai báo với cơ quan điều tra, Long cho biết đã giới thiệu hai người đẹp có tên là TH và TT, người đang nổi tiếng trong làng giải trí Việt là celeb hạng A, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu để bán dâm. Ngay lập tức, danh tính của TH và TT trở thành tâm điểm thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng và rất nhiều người đồn đoán về tên thật của hai người đẹp này được đặt ra. Trong đó, Thùy Tiên cũng là mỹ nhân vô tình dính đạn khi một số netizen gọi tên Miss Grand International chỉ vì tên của nàng hậu trùng với tự viết tắt TT. Dù người hâm mộ đã ra sức chứng minh Thùy Tiên vô can khi đưa ra lịch trình dày đặc của mỹ nhân sinh năm 1998, phải di chuyển liên tục ở nhiều quốc gia, nhưng tin đồn vô căn cứ trên vẫn được lan truyền. Đến chiều nay ngày 8 tháng 9, công ty chủ quản của Thùy Tiên là Sen Vàng cũng đã chính thức lên tiếng cho biết sẽ làm việc với luật sư để có biện pháp xử lý tin đồn thất thiệt và bảo vệ Thùy Tiên. Trong khi đó, cũng có một số đồn đoán rằng ông Nawaz, chủ tịch của Miss Grand International và còn được biết đến với mối quan hệ thân thiết với Thùy Tiên có thể sẽ không còn cưng chiều nàng hậu sau lùm xùm này. Thế nhưng thực tế thì ngược lại, mới đây nhất ông Nawaz cũng có động thái bảo vệ gà cưng giữa tâm điểm lùm xùm. Theo đó, ông đã chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn clip của Thùy Tiên kèm dòng chú thích, luôn luôn tự hào về cô ấy, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Miss Grand của mình. Liên quan đến vụ hoa hậu Thùy Tiên bị réo tên vào ồn ào đường dây mua bán dâm 15.000 đô la Mỹ, bà Phạm Kim Dung, giám đốc công ty Sen Vàng, đơn vị quản lý nàng hậu cũng vừa lên tiếng trên trang cá nhân. Bà cho biết đang làm việc với luật sư lập vi bằng những người phát ngôn sai sự thật để bảo vệ hình ảnh của Thùy Tiên. Ngoài ra, bà Kim Dung cũng tha thiết đề nghị cơ quan điều tra công bố rõ danh tính những người trong đường dây mua bán dâm để tránh gây ảnh hưởng tới những nghệ sĩ hoa hậu trong sạch, đặc biệt là hoa hậu Thùy Tiên. Mỗi công dân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những sai trái của mình, thế nên hãy nêu rõ danh tính như mọi công dân khác. Việc thông tin viết tắt sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, bà viết. Tôi khẳng định tất cả các hoa hậu Á hậu thuộc công ty Sen Vàng đều là những cô gái trí thức, giỏi giang và có nhân cách đạo đức, sống có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đã và sẽ không bao giờ có chuyện như mạng xã hội đang đồn thổi về hành vi mua bán dâm của những tổ chức nào. Chúng tôi miệt mài làm việc, miệt mài cống hiến và xây dựng những giá trị tốt đẹp cho đời. Chúng tôi sẽ kiện đến cùng những người xúc phạm mình, bà nói thêm. Hoa hậu Thùy Tiên cũng lên tiếng phủ nhận sự liên quan đến đường dây bán dâm. Cô khẳng định bản thân vẫn đang làm việc bận rộn với các dự án của mình. Cô cho hay, trước những luồng thông tin úp úp mở mở trên mạng về việc công an đang điều tra và tiết lộ danh tính viết tắt những cá nhân có liên quan tới câu chuyện không hay, tôi, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Miss Grand International 2021, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, xin đem danh dự và uy tín của bản thân để khẳng định tôi đang trong trạng thái bình thường, vẫn làm việc, vẫn hoạt động bận rộn với các dự án của mình, không có liên quan gì tới câu chuyện ồn ào trên báo chí và mạng xã hội mấy hôm nay cả, và chắc chắn phía cơ quan điều tra đang làm việc với những cá nhân khác. Cái tên TT trên báo chí hay mạng xã hội nhắc tới không phải là Thùy Tiên, xin đừng vội gán ghép nhằm câu view hay hạ bệ danh dự của bản thân tôi. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp sinh năm 1998 còn cho biết đang cùng công ty chủ quản mời luật sư để làm việc với các đơn vị cá nhân đưa ra thông tin không chính xác. Tôi cùng công ty chủ quản đang mời luật sư để làm việc với các đơn vị cá nhân đưa thông tin không chính xác nhằm công kích danh dự, vu khống tôi để kéo hình ảnh của tôi vào câu chuyện không hay. Mọi hành động đó đều là bằng chứng trước luật pháp, các đơn vị cá nhân đó sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nghiêm minh.